Mình bấm chưa? Mày bấm chưa? Hỏi nó có bấm chưa? Mày bấm chưa? Lẹ đi, lẹ chạy. Thằng này bị điếc cái gì? Mày bấm chưa? Bấm mới quay chưa? Trời cái nó nguy hiểm lên đầu bây giờ giỡn rồi vậy. Đúng rồi ba. Ông lại. Đây bấm chưa? Tao lao. Chơi. Cao không? Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình là Nhã nè mọi người. Sát bên mình là Danh, Toàn, Sang sau lưng Dẹo thì đang cầm máy quay với mình. Hôm nay là mọi người, đây là chiếc xe cứu mọi người đó. Thì hôm nay lại là cái chuyên mục gọi là tập lái xe cho Danh, với lại nói chung là tập cho Danh rồi, nói chung tập cho Dẹo với Sang luôn đó, cho mấy nó nhìn rồi mốt mấy nó có đi bằng lái rồi thì không, Danh sắp đi học rồi dễ. Danh sắp thi bằng lái được rồi. À, Danh thì sắp thi được rồi mọi người. Thì hôm nay tập cho Danh thì sẽ không chữ Danh như lúc trước nữa, tại vì hôm nay Danh đứng trong máy quay luôn rồi, không chữ được như bữa hổm nữa. Đây xe chạy được rồi, vậy được chưa? Được rồi, biết chạy chưa? Biết chạy kệ anh chứ không nói gì. Em về chồng nghe nè, nó chưa bấm vậy nghe đọc kêu cứ giỡn mà bấm đàng hoàng đi, lại đi hỏng lại sao lại không à, tao bấm nút biến mày luôn á. Chú Khánh á mọi người, ông mới chuyển bệnh về xong ông ghé đây nè, ông hẹn anh em mình ở đây nè, rồi ông để xe cứu, ông lấy xe ông chạy đi ăn rồi mọi người. Đừng có quẩy, lấy xe ông chạy đi ăn, ông đói bụng ông chạy đi ăn rồi. Nhân cơ hội này anh em mình móc cái điện thoại ra suy nghĩ ý tưởng thực hiện cái clip này nha. Ngày mai đó mọi người là ngày 20 tháng 11 là ngày của Nhà giáo Việt Nam. Thì mình chúc các thầy các cô là dồi dào sức khỏe nha. Thì thầy Khánh này cũng là thầy của tụi mình. Thì hôm nay anh em mình sẽ cho thầy Khánh bữa nha mọi người. Nói với thầy Khánh thôi. Cái này thầy Khánh làm ăn khất khí. Ok, giờ không có vòng do nữa mọi người, giờ để thầy Khánh lại, để thầy Khánh lại rồi anh em mình thực hiện màn cho nè. Đà gì không chị, kỳ vậy? Kính chìm tới rồi mọi người. Ừ, nè, thầy chạy cũng tay mọi người. Thầy, anh tới. Lẹ vô đi Khánh ơi, đi quay vậy nè. Vô quay chạy vậy nè ba. Gì vậy? Vô quay chạy vậy nè. Ừ, Danh rồi sẵn đó cho thằng Sen dẹo nó coi luôn nào đó. Não đam mê thì đó chạy. Đúng rồi. Không. Đó đam mê đâu mày. À, chào mọi người đi. Tôi chào hết rồi. Hello, xin chào tất cả. Tôi chào cái 9 ngón vậy. Mày mình hổn mày, tụi lâu mày. Ơi, giờ hôm nay chú Khánh sẽ chỉ cho Danh chạy xe cho mọi người. Thì bây giờ để mình tắt máy quay cho chú Khánh lên xe rồi chú Khánh sẽ chỉ nha mọi người. Ok ha. Ok thì bây giờ chú Khánh sẽ chỉ cho Danh nha mọi người. Thì đây, Danh đang ngồi sẵn xe mọi người. Đó. Giờ việc đầu tiên chỉ đi. Kêu Dẹo với thằng Sang luôn nè, chỉ luôn nè, lần nữa biết đi rồi nữa dạy cho nó lẹ. Người thấy lúc kẹn lắm mà mày. Ồ, nó sao nó không ra đây ngồi đó chị trời. Ngồi coi. À coi đó. Ok. Rồi, Sang với thằng Dẹo chỉ luôn nè. Nó mốt không biết nè. Chứ lần chỉ lần khó nè, đầy đủ rồi. Nói đại đi, dài dòng quá rồi, chỉ đi. Chị lẹ đi. Vô vấn đề chính đi. Chị đi vô việc lẹ đi. Bây giờ trước tiên nhất ha là mấy đứa chú sẽ lấy cái bài bản của trường. Đó chú đi học ở trường gì học sao chỉ vậy, trường cái gì mà trường. Biết rồi ba. Đó rồi biết rồi, vô tập kia đi vấn đề và ngồi xe là bắt đầu thực hành rồi, không có lý thuyết gì nữa. Nói chi dài dòng. Đâu phải vậy chứ là rõ ràng để mốt đi ra đường người ta có hỏi học lỡ có mua bằng người ta cũng phải biết nói chuyện với người ta. Thứ nhất là người ta học người ta thi chứ không phải bà mua bằng. Lừa đảo người ta gì mà mua. Học người ta thi bằng lái đàng hoàng. Nhưng mà cái này là cái bài bản từ cái cơ bản nhất của cái nghề lái xe rồi đầu người ta mới chạy. Ta chỉ là phải chỉ vậy đó chú học. Giờ lẹ nói hoài đi. Sao nói có nhiều cái đó cầu mà nó nói hoài luôn á. Mày chó này chứ. Bây giờ này mới vô lần sau nè, mới vô là bây giờ là mới vô lên ga đúng không? Mình để máy lên ga liền luôn đúng không? Nè, thứ nhất là học số nguội. Số nguội là gì? Số nguội là khi mà mình ngồi á, mình đập là mở cái máy nước nóng lên là nó không nguội nữa, là nóng liền. Đập vô mặt bây giờ chó đừng có giỡn, chỗ chỉ nha. Chỗ thầy chỉ không có giỡn với thầy nè. Dạ một giỡn. Thầy chỉ đi. Thầy chỉ đi. Thầy gãy đầu hoài. Bây giờ trước tiên nhất là mình học số nguội. Ừ. Bây giờ một cái giò này bên đó, cái giò bên trái, cái giò gọi là giò người ta ở trong trường người ta gọi là côn. À mày da mà côn cái gì mà côn? Côn đồ hay gì? Côn đồ cái gì giang hồ? Côn đồ như đảng hả? Đây là mày da. Mày xem vô côn ai mà cho quá. Rồi rồi chỉ đi, chỉ đi. Tiếp đi. Tiếp. Đó, nhức răng nha. Nhức răng thì nhổ răng. Nhức răng á. Rồi vô tiếp đi, tiếp đi. Nãy giờ chưa xong được vô số nữa. Bây giờ nè, cái giò này á phải chỉ cơ bản đàng hoàng, không chỉ rồi lấy gì nó mà chạy. Rồi vui vẻ không quạo nha. Không quạo nha. Con cháu không quạo vui vẻ. Con cháu không quạo nha. Chỉ đàng hoàng, không quạo, tuyệt đối. Rồi. Giò đó là giò ông Ba Gia. Hiểu chưa? Thì cung tay nó như xe vậy đó. Ừ. Bên này á là cái giò ga. Nhớ chưa? Ở giữa là cái giò thắng. Nhớ chưa? Okay. Ừ, bây giờ thật. Khoan có hai giò so với ba cái bàn đạp vậy. Ừ, lấy giò giữa chim vô hay gì? Lấy giò giữa đạp thắng hả? Đúng rồi. Nhiều khi á cái giò khi mà mình đạp. Rồi rồi hiểu rồi, khỏi nói vậy hết, khỏi hết. Tiếp đi. Vô đi. Tiếp đi. Đầu quá trời rồi. Tiếp đi. Bây giờ phải đẩy ai? Dạ nữa nó. Thì bà nó đó. Mày đi ra chỗ khác đi, hai mày với đó đi ra chỗ khác luôn đi. Tao quay clip mà sao đi ra chỗ khác được. Tao đang quay nè. Chia sẻ cách dạy hàng danh lái xe. Nãy giờ không học được gì luôn á. Ừ đúng rồi. Hay á. Ấm vô số ngụy là cái chỉ đạp côn không hiểu gì. Nãy giờ nói chuyện không. Bây giờ mày biết được là cái giò ga, giò thắng, giò Ba Gia chưa? Rồi quay xuống đây chỉ cho nghe nè. Cái giò này nó giò côn nè, đạp hết gốc nè, mở đạp hết lốc nè. Côn má mày. Cái này là giò thắng nè. Giờ thắng đúng không? Rồi. Giờ này là giờ thắng nè, giờ này giờ ăn Ba Gia nè, hiểu chưa? Thằng Khang kia qua bển coi đang biết đường nữa, tao chỉ. Rồi mai mốt cái giờ nào anh nói giờ thắng nè anh đạp. Là lấy giờ giữa đạp thắng. Cái xàm quá. Ôi khơi mà. Nè cái giờ này là cái giờ thắng nè, anh đạp thằng lúc cán Đúng rồi. Cái giờ này cái giờ côn nè. Chỉ tàu lao của mình. Cái giò này đây nè, cái giò này là giò ga. Giò ga. Giò này là giò thắng. Rồi. Giò bên đây là giò ông Ba Gia. Rồi để thuyết trình lại nè, cái này là giò ga nè, đạp hết. Ở gì giò côn. Ga đúng rồi. Giò ga. Ừ, đạp ga. Con này giò thắng nè. Ừ. Con này giò côn nè. Ba Gia. Cái giò nào? Giò này là giò gì? Giò ông Ba Gia. Rồi, giò này là giò ăn Tân Gia nè. Giò này đạp đi ăn Tân Gia đó mọi người. Rồi hiểu rồi. Còn cái giò này là giò giữa là giò trắng nha. Giò trắng. Cái này giò da. Rồi tiếp đi. Rồi hiểu rồi. Nó hiểu rồi. Giờ nè, anh đây. Nè, số 1, số 2, số 3, số 4, số. Rồi khỏi nói đi. Cái này biết rồi. Này đã biết rồi. Sao số gì cái siêu lít cái gì? Biết rồi. Ai mà không biết số đó. Ai mà không biết số đó chỉ chi không biết ông nữa. Mày biết không? Biết mà lên mày chỉ đi, mày biết không? Biết anh chỉ đi. Thôi, chỉ đi, ông chỉ vậy hiểu không? Chị đó là biết. Lớn rồi tự nhiên không chỉ biết rồi nè. Rồi bây giờ vậy nè. Rồi số 1, số 2, số 3. Biết rồi. Biết khúc này rồi. Chỉ vô số gạt sao coi. Rồi, cái chữ R là số ve. Nhớ không? Xe nào lên xe cũng phải có chữ R hết. Ở thấy chữ R. Biết rồi. Nó chỉ con rồi. Ba khỏi con chỉ nữa. Đúng rồi, con chỉ nó gọi ba khỏi con chỉ cái này, chỉ khác đi. Cái khác kiếm gì chỉ đi, chỉ chẳng hạn giờ mở máy lạnh đâu phải không? Đây mở máy lạnh. Đâu rồi đóng cửa sao nào phải không? Dễ hối. Rồi chỉ cái kia nữa kìa, cái đánh chỉ nó cách đánh qua lăng kìa. Đánh qua lăng thôi. Mà chỉ đánh qua lăng. Đánh qua lăng là chuyện nào nổ máy mới đánh được. Tại cái qua lăng á là biết cào biết đánh luôn rồi. Biết đánh luôn rồi, khỏi chỉ luôn nữa. Chỉ không được nữa. Cái gì cũng biết hết mà chỉ làm gì. Tôi kêu ông chỉ ta lái xe mà ông chỉ đâu khơi luôn. Số nguội. Rồi, sao nguội sao? Số nguội rồi mới số nóng. Số nguội sao? Số nguội là giờ đạp Ba Gia vô. Đạp Ba Gia này. Đạp Ba Gia bên kia. Đạp Ba Gia vô. Đạp rồi. Đó giờ ra. Giờ ăn Ba Gia người ta vô ra đâu ra. Hồi tao bả tay mày vậy đó giờ Ba Gia nằm đây đi. Giờ Ba Gia đó đó. Bên đây nè. Đâu? Bên này ngay đó đó. Đâu? Đạp vô rồi. Bên này. Bên này. Bên này là In. Cái giòn bay da là giòn nào? Giòn bay da này. Này. Bố mình gì nó lâu lắm rồi đi chứ. Giòn bay da này. Chịu hết nổi gì trời, chỉ nóng quá cởi áo ra đi. Nóng thì bây giờ người ta bọc tay, người ta in mình 5 ngón tay. In chết bún. Ê, chơi vậy. Thôi nói chung vô tập trung vấn đề đi. Thôi vui vẻ không có bạo nha, không bạo nha. Rồi, không có cọc. Chỉ hang này nó chưa hiểu được gì đúng luôn rồi. À. Em ha. Chỉ hang nó đi. Thôi mày đi xuống đi, hang mày qua đây đi. Mày xuống đi. Rồi xuống đi, xuống đi. Không chỉ thôi. Ồ, con gà ích kỷ. Rồi đỡ ngồi đi, đỡ ngồi đi. Đỡ ngồi đi, nào lên đi. Mày ơi, mày ơi. Hai hang vô luôn đi. Rồi hang vô luôn đi. Rồi, nhảy lên. Mày lên luôn đi. Rồi đây nè, rồi mày ngồi đó ngồi luôn. Rồi. 4 giờ dư một cái giờ nữa. Thằng đấy, hai thằng sau một cái ghế bên lớn gì sao được ngồi con. Được ngồi đây cho chú chỉ. Bên. Đúng rồi. Rồi. Đập. Mà còn dư cái giò á mày mà đạp hai kia tao đạp cái này. Ừ đúng rồi, mày đạp vào côn đi, này đạp vào ga. Đó, một tay lấy một tay. Rồi, vậy đây. Tao bảo là mày gặt số nha, còn ở đây tao bật mấy cái này cho. Rồi ba chỉ đi. Thôi ra từ thằng đi vậy sao vậy? Sao vậy? Thầy dở vậy? Một lượt cá hai thầy dở rồi. Có hai cái có một cái giò ga hằng bên qua lăng. Lỡ nè, mày xuống dưới đây đào bự, mày xuống dưới đây. Đuổi luôn kìa. Đuổi hồi xuống rồi mày. Đào bự ngồi đây. Thằng này thông minh lắm á Khánh, dẹo thông minh lắm á, chú dạy nó là biết liền á. Thiệt. Giờ chú dạy nó gì chứ đi. Rồi bây giờ nè, giờ nó giò ga nè. Rồi đạp giò ga. Đạp cái giò kia. Đạp cái giò này nè. À mày đạp chéo giò rồi đúng không? Đạp chéo giò. Ga nè. Giờ ga đập. Ủa giờ ga đâu giờ đó vậy? Ông lớn ông chỉ kỳ cục rồi nó không biết sao. Đó giờ ga nè, thấy không? Giờ này đưa ga hả? Đưa ga, cái giờ nó chạy xe đưa ga. Đúng rồi. Đưa ga giờ này hả chú Khánh? Đúng rồi. Giờ ga giờ để đập ăn đập ga lớn là để chạy đó, mày thêm như mày chạy xe số thì mày hiện còn này mày đập ga. Là đập ga. Đập mở cửa ga, đập cái cửa để mở ra. Bị bả không à? Bị không à? Rồi. Giờ này là giờ ga. Rồi, giờ nào giờ thắng. Đứa giờ kia coi coi. Giờ kia đạp ăn ba da. Kia đạp ăn ba da vô đạp đây. Đạp nó vô số này. Vô số nào? Nhãn ba da đạp thắng, đạp lên ga từ từ. Rồi giờ nào giờ vô chú Khánh? Giờ đó. Giờ vô kìa, nó hỏi giờ vô. Ga phải vô nè. Đó đạp vô nè. Đạp vô đi. Lên đây. Đạp vô là móc lên đó. Đây nè. Rồi đó nhớ chờ đó chưa vô ga nè ga nè dạ đúng không ga mới có lửa đó mới nóng ga nè bây giờ số nóng lửa nè tiếp nè vô ga thắng dọn ba da dọn đi ga đúng rồi tôi đi ga cái đầu mày bị đầu phỏng mấy cái thằng này nó để mặt cái tôi gì vậy cái gì vậy tưởng lấy gì chứ tự nhiên lấy chai nước uống gì vậy ba thôi đàng hoàng đi cái này chú dạy nãy giờ thấy không đâu vô đâu cho cái này chú dạy cho đàng hoàng rồi không được chú xuống luôn đi giờ ba dạy được không dạy được không được thôi đi chứ lớn mà dạy kiểu đó dạy cà gỡn không à ba vậy không đàng hoàng nó hiểu chỉ sao gọi là đàng hoàng định á đồ giờ mới chỉ đàng hoàng đi không được dạy được thì thôi đúng rồi lớn rồi cái nào mình dạy được mình dạy đó đây chị tép không nhớ không chịnh rồi vậy mày nhớ lại cái đó đi cái nào cái giò ra giờ thắng này hai giò này ra hai giò này bước ra rồi bước xuống luôn đi rồi này vô tới thằng này vô rồi chạy luôn đi đề máy lên đây rồi cũng gì đề lên cho nó chạy được chứ đề lên nó mới chạy được đề lên nó không chạy kéo cầm kéo đạp ra vô cầm kéo chìa phá lên đạp ra xe tao còn để đi nữa chứ chưa có bỏ cái gì thôi trời mày nhớ cái đó làm tao đi nhớ gì nữa đây nè đây là vô ga giờ thắng là để bên đây giờ này giờ thắng nè đúng rồi đó giờ thắng cái này cái này là một giò thôi nè hiểu không còn cái giò này thì để dành cho xài cái này thôi để cái giò bên kia coi nè giờ ra giờ thắng là giờ này với cái giò chân này là xài này cái này là hiểu không, là hiểu mà. Khi mình buông thắng ra, mình buông ga ra là mình đạp thắng, hiểu chưa? Rồi giờ mình đạp thắng là mình đạp ga đó, còn bên đây là khi mình đạp ma da là mình vô ga. Con này là ga, đúng rồi. Con này là thắng, đúng rồi. Không, cái này là cái này thắng, thắng ở giữa, nhớ cái thắng là giữa, thắng ở giữa. Còn mình buông ăn ma da ra mà qua mình đạp ga. Đúng rồi. Đúng rồi, cái quan nó, nó quan như vậy thì nó làm vậy ba ngộ, mà bữa sau nó làm đúng thôi. Bữa sau chạy được á. Đúng vậy, con chạy được. Tao chỉ mày lần cuối này nha. Rồi cái chai nước tao gõ đầu mà bây giờ á, tao chỉ mày. Đây là cái dầu ga. Dầu ga. Đây là cái dầu thắng. Dầu thắng. Dầu ba da. Ba da. Khi đạp ăn ba da vô thì mới vô số. Khi chạy thì bắt đầu khi có chuyện gì nhả giờ thắng ra đạp vô ba cái da sao thắng. Mà ăn được, mà ăn ba da, ba cái da đó ăn đâu có được. Ý nói là khi có chuyện gì mà mày đạp hết ga luôn là nó ổn đi luôn. Khi có chuyện gì, khi có chuyện gì là mày nhả cái hắn ra, mày đạp dồi ga lên, kiểu vậy á. Lướt luôn không? Lướt trên mặt nước sống. Trời luôn kìa. Ăn ba da. Bây giờ thằng nào học một phần đi. Thằng này đang học nè, thằng này nè. Bây giờ mày nhớ ba cái đó chưa, tao mới chỉ tiếp được, mày không nhớ sao tao nhớ chỉ. Nhớ rồi. Thôi mày trả lại coi cái đó cái gì. Dò ga. Dò hắn. Ăn ma da. Rồi đạp sao? Rồi khi mới đầu vô ăn ma da rồi vô số. Mình mới rồi chạy sao? Đạp ga lên. Rồi hắn ma da nhẹ. Rồi mình ví dụ mà có tới cua mình thắng lại mình chéo giò này mình đạp ga. Đúng không? Chéo gì vậy, sao mình chéo được, mày chéo được, chéo được nè. Đúng rồi chéo được. Vậy đó, không cái vỏ chéo đẹp mà chứ kiểu đẹp á, được á. Có một cách riêng thì Nguyễn Nguyễn sao á hiểu được rồi nè, hay không, hay thì mày lên mày dạy đi, đó tao dạy mày vậy hả, đó tao dạy mày sao, tao có dạy mày chéo vò vậy để mày chạy không, có mà giỡn mặt, sao vậy? Cái này sao học không đàng hoàng chứ trời. Đang nào lên đi học đi. Mày biết chưa? Tao chưa biết. Đi học nâng cao đi. Học nâng cao đi. Anh Miếu kìa. Thôi, Danh lên tập đàng hoàng đi Danh ơi. Đàng hoàng đi bơi, chỉ nó đàng hoàng đi bơi, không giỡn nữa. Không giỡn nữa nha. Nó đứng bên đây rồi. Chưa giờ mình... Ai dạy? Dạy đi. Nhớ, nãy giờ mình nhớ cái đó chưa mà mình rồi dạy. Trời. Dạ trả lời nói ra cái này cái gì nè. Chiếu. Chéo cái chân, cái đầu, cái bóc bây giờ đó. Này là cái gì? Đề mới. Học cũng học bây giờ. Rồi, không đàng hoàng. Thời gian là vàng là bạc nha. Không giỡn. Đây là giờ gì? Giờ thắng. Thắng đâu? Nè. Nó nói dò ga. Dò ga. Kế bên. Dò côn. Dò thắng. Bên kia. Đây giờ này dò ga. Dò đó là giận ma da. Ga ăn sao mà được mà ăn. Ma da côn á, tao kêu là tay côn á, biết không? Đạp bây giờ anh lấy tay xuống đạp á. Đúng rồi. Tay cô đúng rồi. Tay cô. Im nè, con này im nè. Mắt nhìn lên trước. Nhìn ngang được. Nhìn ngang luôn hả? Đúng rồi, nhìn ngang. Cái xe ba phải nhìn ngang ba chạy mới được. Có xe ngang không á? Chạy ngang vậy. Ngang cái đầu của mày ai chỉ mày chạy xe kiểu đó. Mày đi ra đường cho mày chạy đụng người ta chết hay gì? Chưa đụng người ta đó là mày báo. Nến. Bây giờ nè, giờ nhớ hết cái này chưa mới qua xuống nguội. Đâu giờ vô đó coi. Sao bạn làm đây? Làm đàng hoàng đi để đánh chữ rồi kìa. Mẹ đây, làm dài đi. Nến. Xe mày kìa. Ừ, xe tao, xe mấy mình lắm kìa. Chưa mất chạy đóng cửa nó chưa quýnh giữ kẹo giữ với nhau chạy dẫn kìa. Mày bày gái tròn chứ đi kỳ cũng ơi. Mày mà. Mày ai? Mày tụi đồ. Đưa dĩa quay đi. Đó chị. Ừ. Má mệt chứ mày. Không về luôn vậy? Ủa đi về ai chỉ tao vậy xe bay? Không về ai chỉ chị xe nữa. Ai chỉ nữa? Anh đang nghỉ gì vậy? Không về rồi. Quạo mọi người, mình cũng quạo trong tình huống đó, mình cũng quạo đừng có ai hết. Rồi về hay cũng kìa. Ơi. Ông đi về luôn rồi kìa. Cho ông về mình lại đắng về nè, ông đập đầu mà. Ai né vô coi chưởng đụng á. Dựng tông luôn á, mặt mũi á. Đang nóng á. Ơi mà tao đi chung với ổng. Vậy. Ừ, chị heo đi. Thôi mà chị heo. Chị không đi. Đây. Ok, nói chung là cái tình huống đó mình cũng tức luôn mọi người, kiểu như mình chỉ mà nó làm sao nó ngu gì đâu, nó ngu dữ, chỉ 3-4 lần không biết mà nó còn gỡn mình còn quạo thì nói ai mọi người, đúng không? Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Nãy có quýnh nữa đâu có sao mày mẹ đi chạy đó đóng... đóng cửa rồi kìa, đóng cửa là không có cửa sổ đấy mẹ trong luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha, thấy hay bấm like cái kênh ủng hộ này mình rồi bỏ về đi, về luôn rồi, không có đóng bảo hiểm không cho đi chung nha. Rồi về chợ mọi người.